Ngộ không ơi, sao đường này khó đi dữ vậy hả? Mình đi làm đặc vụ chứ không phải là đi chơi đâu mà suốt ngày cứ than với thở hoài vậy hả Lu? Trời ơi, đặc vụ luôn hả Ngộ không? Đặc vụ có nghĩa là gì giặt giặt á, nó lái lại đi Ngộ không. Đầu óc ngươi đúng là đen tối quá Lu à. Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được nữa. Nhưng mà ta phải. Ngươi đó chờ ta chút nha, cô chuẩn bị yêu quái bắt đó. Để ta vào một ít lương khô rồi mình sẽ đi tiếp. Lần nào cũng là ta cứu ngươi mà ở đó nổ quá trời luôn hả Ngộ không? Nếu như mà không nhờ hai tuyệt chiêu của ta thì ngươi đã bị tên Ngưu Ma Dương nó sơi mất tiêu rồi. Dạ ngươi đi cẩn thận nghe Lu. Rớt xuống cái cầu này là cá tra nó đớp nhà ngươi á. Đớp cái con khỉ móc, cá tra nó đớp cái khác thì có. Đớp cái gì hả Lu? Đớp cái gì thì ngươi tự hiểu đi Ngộ không. Hiểu rồi, nếu như ngươi có đau bụng thì làm đại giữa cầu đi nha. Chứ đi giữa đường kêu ta dừng lại là ta chửi dân trận á. Thôi, bây giờ chưa có đau bụng đâu Ngộ không ơi. Từ từ. Ê, qua được rồi, mừng quá. Hey, ngồi nghỉ mệt tí Ngộ không ơi, đi hoài chắc xỉu hết. Cũng được, nhà ngươi không cần nói, ta cũng đang nghỉ đây. À Lu à. Hử? Ta hỏi thiệt, ta với ngươi có phải là bạn thân của nhau không hả Lu? Đúng rồi, mình là bạn thân của nhau mà. Bạn thân từ lâu rồi, thân bạc cớ luôn á. Mà sao ngươi tự nhiên hỏi ta vậy hả Ngộ không? À, chắc có chuyện gì đang muốn nhờ gì phải không? Có chuyện gì nói luôn đi cha nội. Ông chồng hoài. Được rồi, ta không thích vòng vo nữa. Nói thiệt là ta đã già lắm rồi, cho đến từng tuổi này chưa có mối tình nào để dắt dai. Ngươi có dư đứa nào giới thiệu cho ta giải sầu được không? Nói tới chuyện này, ngươi có thấy mặt ta đơ như cái cơ không hả Ngộ không? Khó lắm Ngộ không ơi. Em út của Lu thì nhiều thiệt, nhưng mà khổ cái em nào Lu cũng thương hết, cho nên không có xe được đâu Ngộ không ơi. Lu đâu phải chạy qua đường đâu mà hở cái xe này xe nọ. Nhà ngươi đúng là ích kỷ, có đồ ăn gì ta cũng đều chia cho nhà ngươi ăn hết, mà có con ghẻ cũng không chịu chia cho tan đứa nữa. Ta sử dụng rồi sẽ trả lại cho ngươi chứ không phải giữ luôn đâu mà. Sao giờ ngươi ích kỷ quá vậy hả Lu? Đừng có nói ta ích kỷ nữa được không Ngộ không? Ê Ngộ không ơi, rất hành lý rồi. Chết cha rồi. Ngộ không ơi, rớt hành lý. Ngộ không ơi, có cách nào Ngộ không? Nhà ngươi đã ngu rồi mà còn lộn xộn nữa. Hành lý ước như vậy làm sao mà đi thỉnh Ninh Chi Nông Lâm được hả Lu? Vậy giờ tính sao hả Ngộ không? Cách thì ta có, nhưng Lu hứa là phải nhường nghe con ghệ mà Lu hôm qua mới cua ở massage được không? Mày cũng biết lợi dụng thời cơ dữ ăn Ngộ không ha. Thôi được rồi, ta sẽ nhường cho ngươi cua em nói trước. Nhưng mà nói trước nghe, cua được hay không là năng lực của ngươi á. Nhắm mà cua không được do tay nghề của ngươi yếu, đừng có đổ thừa ta nữa nghe Ngộ không. Trời, quân tử nói một là một, hai là ba nghe Lu. Trời ơi, đường đi ở đây sao mà khó khăn gặp gần dữ vậy nè. Mày đợi tao chứ coi Ngộ không, đi cái gì mà giống như bị Tào Tháo được vậy mày hả? Trời ơi, cây cối ở đây đâu mà tùm dữ vậy nè. Thôi, vì sự nghiệp giống nồi, phải cố gắng lấy hành lý giùm cho hàng Lu, nếu không nó đổi ý nữa là mệt lắm. Nhà ngươi đi lên coi Ngộ không, coi chừng nó trôi tới Trung Quốc luôn bây giờ. Trôi tới Trung Quốc thì có sao đâu hả Lu? Trời ơi, nó mà trôi tới Trung Quốc là nhà ngươi khỏi lấy luôn á Ngộ không. Sao vậy hả Lu? Hồi đất ơi, nó mà thấy mày xuất hiện là nó lấy dầu rồng ra nó xịt tới cha mày luôn á Ngộ không. Thì ta sẽ xịt nó lại. Cái gì đâu? Ngươi có dội gì đâu mà xịt. Ai nói, nguyên cái dội chà bá dưới bộ hạ của ta nè. Cái đó xịt tới đâu vậy hả Ngộ không? Xịt cũng được mét mấy á Lu. Trời ơi, yếu dữ vậy luôn hả Ngộ không? Vậy sao cô gái được hả Ngộ không? Ủa, vậy là muốn cô gái được phải xịt xa thiệt xa luôn hả Lu? Đúng rồi, mấy em nói bây giờ kén chọn dữ lắm á Ngộ không. Cố gắng luyện tập thêm đi nha Ngộ không. Trời đất mẹ ơi, nó xa mút chỉ cà thai luôn rồi sao mà lượm lại được hả Lu? Sao ngươi không chịu nhảy xuống lượm lại đi Ngộ không? Cái gì mà cứ nhấp nhấp hoài vậy hả? Ngươi đúng là nhát gái thiệt á Ngộ không. Nhìn cái tướng của ta đứng như vậy, bộ nhìn tôi giống là thằng nhát gái lắm hả mày Lu? Ta đang nghiên cứu coi tìm một cách nào mà để không bị ướt nè. Thì mẹ cứ nhảy xuống lượm lại đi Ngộ không, có cái gì đâu, ướt một chút nữa nó cũng khô chứ gì. Không được, người của tao chí rận nhiều lắm, tụi nó mà thấy ướt là tụi nó không thèm bu trên người tao nữa đâu Lu ơi. Vậy là mày nuôi chí rận luôn hả Ngộ không? Ừ. What the fuck? Tao nghĩ tương lai mày sẽ ế dài đó Ngộ không à. Kệ tao mày, biết đâu có em nào thích cái gu ở dơ giống như tao thì sao hả? Trời ơi, đi đại đi, cái gì đâu mà nhấp nhấp hoài vậy Ngộ không? Hành lý với nước hoài coi chừng nó thấm vô ướt nhẹp hết là coi như xong luôn nha mày. Thì mày để tao nghiên cứu coi cái gì mà mày la sùm hoài vậy hả luôn. Ý, có cách rồi. Cách gì hả mày Ngộ không? Thì ráng bước tới luôn chứ sao bây giờ. Trời ơi, cách của mày hay dữ vậy hả Ngộ không? Mày im đi, để tao tập trung, tao tới tao lấy rồi nè. Hát bài đi Ngộ không, hát bài cho tập trung nhiều hơn. Được. Anh đi xa quá ha, anh đi luôn em ha. Ôi ôi, cái gì đâu mà sao dữ vậy nè trời, sao mà tới lấy được ta. Ôi 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 ôi, nhắm té luôn rồi trời ơi. Thôi đừng có hát nữa Ngộ không ơi, tập trung lấy đi, đừng có để lông bị ướt nha. Chí rặn nó không chịu bu nữa đâu. Tôi nhìn mày tao thấy nguy cơ mày sẽ bị té quá Ngộ không à. Yên tâm đi, Ngộ không nó ra tay thì mọi chuyện cũng sẽ về con số không thôi. Bước đều bước tới. Ê, tới nè luôn. Được rồi hay lắm Ngộ không ơi. Sao nó vô đây? Ừ, trời ơi, tao mừng quá Ngộ không ơi, cuối cùng cũng lấy được. Nhớ nghe, nói là phải giữ lời hứa. Nhớ chia tao con ghẻ nghe không? Ok, hứa mà. Để tao kiểm tra hành lý xem còn nguyên vẹn hay không. Hy vọng là mọi thứ còn khô, chứ ướt cái là chết luôn á. Đâu, để coi cái bộ áo cà sa đâu. À, đây rồi, cái bộ áo cà sa nó vẫn còn khô. Hên quá đi. Hơi, vui quá. Trời ơi, cái đó là áo cà sa hả Ngộ không? Ừ, đúng rồi, không có bộ áo cà sa này thì người không có lấy được linh chi đâu. Thôi, chúng ta lên đường tiếp thôi luôn. Qua cái đèo chuối này là tới thị trấn Lầu Xanh rồi. Chúng ta phải nhanh lên thôi. Lu, đi. Tao mệt quá rồi Ngộ không ơi, mày để tao nằm nghỉ chút đi được không? Ê, được rồi, nằm nghỉ đi ha. Đừng cố gắng quá sức là không còn sức nữa đâu mà đi á ha. Cố gắng lên nha, để tao lấy miếng nước uống coi, khát nước quá. Có hả, cho miếng đi Ngộ không.
để ta lắc một cái. Nước này là nước quận què gì mà lắc dữ vậy hả Ngộ Không? Cái này nước hay là xoài hay mà lắc dữ vậy? Đây là cà phê linh chi, do linh chi Đông Lâm sử dụng bào tử linh chi để sản xuất. Trước khi uống phải lắc cho đều, cho tan bào tử nấm linh chi, vì bào tử nấm linh chi còn tốt hơn nấm linh chi nữa đó mày. Vậy hả? Nhìn mày uống mà nước miếng tao chảy ròng ròng luôn nha. Cho miếng đi, được không? Ta rất lấy làm tiếc vì ta đã lỡ uống hết rồi. Thôi để tôi mua cái khác cho nhà ngươi nghe luôn. Kệ lẹ giùm đi con khỉ kìa, ta khát nước dữ lắm rồi. Ở đây rừng rú, làm sao mà mua được cà phê linh chi? Được cái nước suối này nhiều quá. Thôi để ta cho ngươi uống nước này đỡ. Khuyến mãi cho nhà ngươi thêm một con lăng quăng và một con ruồi. Được rồi, để nắp lại. Đố cha thằng nào biết được đây là nước gì. Hình như có chuyện gì đó bất ổn. Ta nghe có mùi yêu khí nào đó đang ở bên đây. Ta đoán không sai mà. Nhà ngươi là yêu quái phương nào? Mau khai rõ lý lịch, quốc tịch, sở trường, sở đoạn. Dạ, thần thiếp là Thanh Trà, người Việt gốc Hàn. Thần thiếp là em ruột của diễn viên Hàn Quốc Kim Nam Du. Tên gì tên Kim Nam Du là sao hả? Dạ, tên em cũng giống tên chị gái em, chỉ có thêm dấu sắc vào thôi. Chị gái em tên là Kim Nam Du, còn thiếp tên là Kim Nam Du. Nghe cái tên của nhà ngươi là ta cũng biết ngươi dân sàm sở vậy lắm rồi, phải không? Dạ, đó là điều mà thiếp thích. Ngươi cứ để ta kiểm tra hàng, đừng có nhúc nhích. Trời ơi, cái gì mà kiểm tra kỹ vậy, làm thiếp nhột muốn chết luôn à. Nhà ngươi nằm im đó, để ta kiểm tra hàng cho kỹ. Thì cũng có nhiều đó, làm gì kiểm tra tới lui hoài vậy ha anh. Để ta bóc ngươi lên, kiểm tra kỹ mới được. Ê! Có mùi gì đó thú quắc vậy nè. Dạ, lúc nãy thiếp mới đi ỉa, hình như quên chui đích. Hay à, ta đã kêu ngươi nằm im, tại sao có lo nhoi hoài vậy hả? Thiệt là mệt với nhà ngươi mà. Chứ anh chọn đúng chỗ nghiệt, làm sao mà em nằm yên cho được. Vậy hả? Nhà ngươi thật là xàm xí. Được rồi, bây giờ ta sẽ kiểm tra chỗ khác để coi vòng 1, vòng 2, vòng 3 của ngươi như thế nào. Bây giờ vòng 1, vòng 2, vòng 3 giả nhiều lắm, đi đâu cũng thấy chà bá luôn mà toàn là đồ giả không à, nhìn nản chết luôn. Hey, anh đừng có kiểm tra vậy nữa được không? Em nhổ quá trời luôn hả, sao mà anh chịu nổi? Nhìn cử chỉ của anh chắc là anh còn trai tơ đúng không? Đúng rồi, ta chưa bao giờ đụng tới phụ nữ. Vậy anh hãy chiếm em đi. Mà nhà ngươi có độc không? Kêu ta chiếm ngươi. Em chỉ có nọc thôi chứ em không có độc, anh yên tâm đi. Nghe mày dụ tao hả? Ây da, Ngộ Không, cẩn thận, Ngộ Không. Lưu tới đây. Em không hiền, không hiền, không hiền, không hiền. Yêu quái, đừng hòng dụ dỗ bạn ta. Ngộ Không tránh ra, để cho Lưu xử nó. Mày hả mày, đi chết đi mày. Dụ dỗ bạn tao hả, cắn cho mày xịt cất luôn nè. Mày sao hả mày? Em còn cất ở mày xịt, sao cắn như hoài vậy, em có làm gì ảnh đâu. Mày hả mày, tao nấu cháo đậu xanh mày luôn. Cũng may mà tôi tới kịp lúc á nghe ông Ngộ Không. Nếu không ông bị nó dụ rồi. Mấy con yêu nữ này coi vậy chứ không dễ dụ nữa đâu Ngộ Không ơi. Lần sau Ngộ Không mới đưa Lưu duyệt nghe chưa? Cái nào ăn thì ăn, cái nào cúng thì cúng, chứ không được ăn tạp. Tại biết rồi Lưu à, cảm ơn ngươi nha. Cũng may có nhà ngươi kịp xuất hiện, không thôi tao bị mất đời trai nè. Nè, uống miếng nước đi. Nước này nước gì chai nội, sao nghe mùi kỳ vậy? Hả? Đây là cà phê linh chi Đông Lâm chứ gì nữa. Thiệt không? Nói láo tao làm khỉ độ quá. Thôi, đi nhanh lên đi. Tới làng bên có lầu xanh giá bình dân, ta khao ngươi một chầu, coi như trả nợ ngươi vé massage ngày hôm bữa hay được không? Vậy nha Ngộ Không, được rồi rồi, đi nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nói tôi uống bị ơm thì nhanh lắm. Thì dụ hành khác thôi, hay hành này khó dụ quá. Lưu ơi, Lưu ơi, mấy em nó đông quá trời còn nhìn mình cười nữa kìa Lưu. Hỏi nó coi, chắc là nhà người thích gà mông đỏ luôn hả Ngộ Không? Hỏi người vô đi, ta chỉ thích rau sạch thôi. Cái gì mà cảm thấy không tin tưởng, thấy bất ổn là ta không có chơi. Mày đi đi Ngộ Không. Mấy em này dễ làm quen lắm luôn à. Nhà ngươi với sư phụ tối ngày chỉ muốn rau sạch. Rau sạch đâu có sẵn mà để cho mày ăn hả? Chào hai công tử, vào chơi với tụi em đi, đuổi bắt tụi em đi. Bắt được em cho anh cưỡi phi tiên và trèo qua núi. Nhà ngươi không vào thì thôi, để ta vào. Ê ê em, đừng có chạy, đừng chạy. Cho anh chơi với. Ê, hai cái thằng âm binh, đi chỗ khác chơi. Hôm nay kỷ diện này ông bao hết rồi. Ừ? Ông già bà còn ngân dữ gì hả? Tôi nhường nhau á. Thôi đi nhanh đi Ngộ Không ơi, cho ổng lên tăng xong chết luôn đi. Già bà còn ham hố, bao cả kỷ diện. Ok Lưu. Mời các bạn đón xem Lưu Không Du Ký tập 6. Ngộ Không muốn trở thành ngôi sao ca nhạc vào lúc 20 giờ thứ tư ngày 6 tháng 7 năm 2016. Linh chi Nông Lâm ươm tạo tại vườn ươm doanh nghiệp công nghệ Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo chương trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư tại www.linhchinonglam.com. Số điện thoại 0866856669 để được sử dụng nấm linh chi miễn phí. Video sản xuất bởi chương trình truyền thông và khởi nghiệp Startup Now và Thánh Lồng Tiếng. Phát triển ý tưởng quảng cáo trên phim Lưu Không Du Ký. Vui lòng liên hệ www.startupnow.org, điện thoại 0862723224.